cho tất cả mọi người đã đến với kênh Nước Bếp Nhỏ Xíu nha. Thì đây là bắp nè mọi người. Thì mọi người có xem video của mình á thì mọi người sẽ biết đây là bắp gì rồi. Thì đây là bắp tím nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ nấu một món chè với cái loại bắp này. Thì để nấu chè thì mình cũng đã ngâm nếp này 200g khoảng 3 tiếng rồi và sử dụng 2 trái bắp. Bây giờ thì mời mọi người cùng thực hiện món này với mình nha. Thì nếp này mình vo sạch rồi thì mình sẽ cho vào cái nồi để cho cái nước vào ngập nếp. Thì mình cũng sẽ nấu nếp này giống như mình nấu cơm vậy đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt lên bếp và nấu cho cái phần nếp này nó nở ra nha. Phần bắp này thì mình sẽ lột ra nè. Khi mình lột ra mình sẽ đi rửa sạch và mình bắp. Mình sẽ bào lấy cái phần thịt bắp. Thì đây là cái phần bắp mà mình mấy trái bắp mà mình nhà mình thu hoạch đó, đặt sau đó mọi người. Thì trái nó cũng hơi nhỏ nhỏ. Thì mình sẽ bào một quả mình sẽ để làm một cái chân trâu nha. Chân trâu bắp. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cái phần bột để làm chân trâu nha mọi người. Bột thì mình sử dụng sẽ là bột năng. Mình cho 2 muỗng bột năng vào cái một cái thau. Sau đó thì mình sẽ thêm vào đó là 3 muỗng canh nước sôi nha mọi người. Sau khi bỏ vào rồi thì mình sẽ tán đều nó ra. Tiếp tục mình sẽ cho bột năng khô vào. Đến khi mà mình nhào, đến khi mà cái cục bột nó được dẻo mịn. Sau đó thì mình sẽ để bột khoảng 15 đến 30 phút nha. Bây giờ thì bột của mình đã để khoảng 15 đến 30 phút rồi. Mình sẽ lấy một bột nhỏ, một cục bột nhỏ, sau đó mình sẽ đè nó cho nó mỏng ra rồi tiếp tục là mình bỏ bắp vào trong và mình vo tròn nó lại. Mình thấm thêm một ít bột khô vô thì mình vo tròn thì mình sẽ được một cái viên chân trâu như thế này nha mọi người. Tiếp tục thì mình sẽ làm những cái viên chân trâu khác. Và đây là thành phẩm của mình này mọi người. Phần nếp thì mình đem đi nấu, khi mà nó sôi lên thì cái hộp nếp nó bắt đầu chín và nở. Thì lúc này mình sẽ tắt bếp và đậy nắp lại trong khoảng 30 phút. Mình sẽ nấu một nồi nước sôi. Khi nước sôi lên rồi thì mình sẽ cho những cái viên chân trâu này vào. Mình sẽ nấu đến khi nào mà những cái viên chân trâu nó nổi lên trên đó là chân trâu đã chín.
mình sẽ quớt qua một cái thau nước lạnh để cho những cái viên này nó sẽ được giòn ngon hơn. Nếp mà mình sau khi mà mình ủ đó mọi người, thì mình sẽ thấy là nếp nó được nở ra hơn và nó đặt lại như thế này. Mình thêm nước vào cho nó lỏng ra, nấu cho nó sôi lên trở lại. Mình sẽ cho cái phần bắp bào hồi nãy mình đã làm đó, mình bỏ vô mình nấu. Và mình bỏ thêm cái phần bắp mà nãy làm viên nhân châu của mình dư, mình bỏ vô luôn. Mình sẽ nấu đến khi nào mà bắp nó chín. Khi mà bắp đã chín và nếp đã nở rồi thì mình sẽ cho cái phần chân châu của mình vào. Tiếp tục là mình sẽ cho khoảng 200g đường vàng và đường cát trắng. Thì mọi người có thể muốn ăn ngọt hơn thì mọi người có thể thêm 300g. Tiếp tục thì mình sẽ cho một xíu muối vào để cho cái chè của mình nó điều vị. Và cuối cùng là mọi người có thể thêm lá dứa vào để cho nó thơm. Và đây là nồi chè của mình nha. Cái hạt chân châu rất là trong và dai, rất là dẻo dai, rất là ngon nha. Mình sẽ múc chè ra một cái chén, sau đó thì mình sẽ thêm một ít nước cốt dừa thì chén chè của mình có vị thơm, béo và ăn rất là ngon nha. Chúc mọi người thành công với món này. Nếu mà các bạn thích video hãy nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ cho mình nha. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.